Chào anh em, mình là Liam Game đây. Hôm nay cùng chơi game kinh dị nhé. Đây là bản game Trung Quốc, các bạn muốn chơi không? Ở Trung Quốc rất thịnh hành trò chơi này. Tiếc là không có trên ứng dụng Việt Nam, nhưng các bạn có thể xem mình chơi hơi hay. Trời khuya mà giờ mới về. Bạn mệt à? Vào nhanh lên. Cảm ơn bạn, hãy để tôi xem xét nơi này cẩn thận. Các anh em hãy để mắt tớ, y những chi tiết trong game nhé. Dùng kính lúc soi nè, tiếng hát nghe ghê quá, nghe đã thấy kinh dị rồi. Chị gái này sao muộn rồi? Tôi không muốn vào nhà. Giờ thế nào đi nữa, chờ tôi một chút. Nhìn xem anh ta yêu bạn đến mức nào. Nghe như cô dâu áo cưới giấy nhỉ. Đây là thịt xông khói, sao lại để ở đây? Được làm đặc biệt dành cho bạn. Có phải thịt xông khói này dường như bị bỏ lại? Đừng dừng lại, tại sao lại có người? Thú cưng nhỏ của tôi. Tôi chỉ thích nghe những điều kinh dị này. Kinh khủng. Có zombie ở đây. Nói rằng tôi muốn thứ gì đó mà tôi không thể ăn được, treo lên. Để tránh bị mèo hoang chiều chuộng. Mặt trăng này không có vấn đề gì sao? Con cú này. Ô anh bạn này. Tại sao bạn không ở nhà? Tôi chỉ có một con vật cưng. Đừng nhìn nữa. Giờ vào trong xem bà ngoại nhé. Những loại móng vuốt nào được sử dụng để bắt thú cưng nhỏ? Đừng lo lắng về cái cửa sổ này. Ở đây nóng lắm. Cửa sổ vừa mở đã đóng lại. Cháu à, cháu nên xem tờ vờ ít hơn. Ở trong tivi có hình của bà luôn. Tại sao những bộ quần áo này lại cũ đến vậy? Bà già rồi, bà chỉ có một sở thích nho nhỏ, lờ may quần áo thôi. Đến và ăn đi cháu. Những gì còn lại chỉ dành riêng cho cháu. Chuyện này hình như có gì sai sai phải không? Hóa ra đó là một khung tranh. Bố của bạn thật nghịch ngợm. Hình như anh ấy ra ngoài chơi. Cái tiếp theo này hơi đáng sợ. Mẹ đã đến đó để du lịch. Nhìn cô ấy vui vẻ biết bao. Có một cuộc chạy nhanh ở đây, vẫn nghịch ngợm. Tôi xem bức tranh. Thế thì còn điểm nghi vấn gì nữa? Cứ thử bấm vào thôi. Trò chơi tìm đồ này rất đơn giản, nhưng được làm thành chủ đề kinh dị, chỉ cần nghe thôi đã rùng mình. Ôi đáng sợ quá. Tôi không thể tìm thấy hai anh em còn lại. Bạn có thể tìm thấy nó không? Để lại bình luận bên dưới xem mình còn tìm thiếu gì nhé.